Vụ án bí ẩn nhất xe buýt Mỹ Nam thần điều đại hiệp bị tố vứt bạn gái ở toilet dẫn đến vụ hiếp dâm giết người man rở và ca kết gây bức xúc. Triều Hồng Phi Mỹ Nam thần điều đại hiệp từng nhận được sự yêu mến của vô số khán giả bỗng dưng trắng tay trở thành kẻ vô hình vì một bài viết sai sự thật. Showbiz vốn được coi là nơi nhiều cảm bẫy, nhiều cam số khi nhiều nghệ sĩ đánh mất chính mình, cuốn theo những hào nhoáng và giàu sang. Những vụ bê bối trong làng giải trí đã tố cáo con người thật của không ít minh tinh nổi tiếng. Không những vậy, hình phạt dành cho các ngôi sao thất đức chính là một vé đào thải khỏi giới giải trí hoa lệ. Vậy nhưng, xe buýt có một trường hợp vô cùng đặc biệt và gây khó hiểu với rất nhiều người hâm mộ, đó chính là sự biến mất bí ẩn của ngôi sao thần điều đại hiệp, Triệu Hồng Phi. Tham gia làng giải trí năm 25 tuổi, lại gặt hái vô số thành công, vậy nhưng chỉ vì một bài viết, Mỹ Nam đình đám này đánh mất tất cả từ sự nghiệp giang dở cho tới danh tiếng lẫy lừng. Trang Sư Hu nhắc lại về quá khứ huy hoàng của Triều Hồng Phi. Năm 15 tuổi, nhờ năng khiếu trời phú anh được một đạo diễn sau một vài diễn trong Thương Tàng Lê Phiên Tình. Nhờ có bộ phim này mà Triệu Hồng Phi chính thức tham gia giới giải trí. Triệu Hồng Phi tiếp tục thi đỗ học viện điện ảnh Bắc Kinh danh tiếng, sau đó tham gia loạt phim cổ trang lịch sử như Phùng Tải Giang Hồ, hiếu trang bí sử, hoàng thái tử bí sử, thần điêu đại hiệp. Với hình tượng chính trực, liêm khiết, nam diễn viên ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Không chỉ vậy, nhan sắc và tài năng của Triều Hồng Phi khiến phàm nữ suýt xoa, ngưỡng mộ. Vậy nhưng, bi kịch ập đến với Triều Hồng Phi vào tháng 6 năm 2008 khi một bài viết trên tờ Tri Âm hé lộ lời kể của cảnh sát về việc một nam diễn viên bỏ rơi bạn gái của mình tại nhà vệ sinh công cộng trạm xe lửa thiên tân hậu quả cô gái này bị công nhân lao động tại đây cưỡng hiếp và giết chết đầy man rợ điều đáng nói bài viết này úc mở việc nam diễn viên kia từng đóng huyền trang bí sử thần điêu đại hiệp chính vì vậy cả xe buýt đều cho rằng người gián tiếp giết chết bạn gái chính là triệu Hồng phi bài viết này được tái bản và phát tán rộng rãi triệu hồng phi ra sức phủ nhận trước sức ép của dư luận thậm chí thuê luật sư bào chữa, đâm đơn kiện tạp chí, tri âm và đòi bồi thường xây dự. Vậy nhưng scandal quá sốc bài viết được chia sẻ rộng rãi, không có bất cứ ai tin Triệu Hồng Vi. Tất cả đều mặc định, anh chính là kẻ gián tiếp giết người, trước mũ nam diễn viên kia là kẻ sát nhân. Trong suốt 4 năm ròng rã, từ năm 2008 cho đến 2012, Triệu Hồng Vi liên tục đâm đơn kiện theo đuổi vụ kiện. Mãi tới năm 2012, anh mới được minh oan, thắng kiện và được bồi thường số tiền 100.000 tệ, tương đương 350 triệu đồng. Vậy nhưng, sự nghiệp của tài tử Thần Điều Đại Hiệp lúc này sụp đổ hoàn toàn. Vì bê bối quá lớn năm 2009, năm diễn viên tập trung đóng kịch, tới năm 2012 chỉ tham gia đúng hai chương trình truyền hình. Dù thắng kiện nhưng Triệu hoàng Phi bị dư luận phớt lờ và quay lưng, không ai nghe anh giải bày và thanh minh. Vì bê bối quá lớn, tài tử họ Triệu quyết định ít lộ diện trước công chúng, không đóng phim. Thậm chí, tài khoản Weibo của Triệu Hồng Phi đã dừng cập nhật từ năm 2014. Từ đó đến nay, không có bất cứ bài đăng hay hình ảnh nào được chia sẻ. Thông tin về hoạt động nghệ thuật cuối cùng của anh mà công chúng biết tới chính là đề cử giải, nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim bương. Ngay sau sự kiện đó, Triệu Hồng Phi mất tâm mất tích trong làng giải trí. Bảy năm trôi qua, không có bất cứ thông tin nào mới về tài tử họ Triều. Tới năm 2016, bản diễn Trần Tư Hàm từng đăng tải trên Weibo, mong mỏi nam diễn viên có thể tái xuất làng giải trí. Vậy nhưng, anh vẫn biệt tích không ai biết Triều Hồng Phi đã đi đâu, ra sao, hiện giờ như thế nào. Năm 2020, Trang Sina từng gây xôn xao khi chia sẻ nguồn tin trong giới cho hay. Sau khi rời khỏi làng giải trí, Trần Hồng Phi chuyển hướng sang kinh doanh, nối nghiệp gia đình. Vậy nhưng chưa có ai lên tiếng xác nhận thông tin, điều này càng khiến các fan lo lắng và chờ mong hơn. Có thể nói, sự biến mất của anh chính là một trong những điều bí ẩn nhất của làng giải trí xứ Trung, để lại nhiều nỗi tiếc trong lòng người hâm mộ.